Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đến sáng ngày hôm nay, mưa ở các tỉnh Bắc Bộ đã giảm nhanh, tuy nhiên trời còn khá âm u và nền nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Nhiệt độ sáng nay trên toàn khu vực chỉ dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chịu tác động của không khí lạnh nên có mưa và mưa nhỏ. Khu vực còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ do nằm ở rìa xa phía Nam và ít chịu ảnh hưởng của lưỡi cao lạnh lục địa nên chỉ có mưa vài nơi với lượng không nhiều nên nhiệt độ giảm nhẹ. Hiện nay cơn bão Mopha đang hoạt động ở phía đông nam của Philippines và đang di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Bắc về phía Biển Đông. Do ảnh hưởng của hàn lưu bão, từ sáng mai vùng biển phía đông nam của Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng và ngày mai mùng 5 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Theo dự báo, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam đến đêm nay sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc của nước ta. Vì vậy, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường. Gió Đông Bắc trên đất liền lại mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, trên toàn khu vực phổ biến chỉ có mưa vài nơi. Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đêm nay có mưa rải rác nên nhiệt độ lại có xu hướng giảm thêm. Và nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 cho đến 13 độ. Ngày mai thì nền nhiệt độ trên toàn khu vực cũng chỉ dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ, trời rét, có nơi rét đậm. Phải đến gần sáng ngày mai thì khối không khí lạnh mới di chuyển và ảnh hưởng tới các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa cho toàn khu vực. Mưa sẽ xuất hiện từ các tỉnh phía Bắc, sau đó lan dần xuống các tỉnh phía Nam. Một số nơi có lượng mưa tương đối lớn nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần với nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động phổ biến từ 15 cho đến 18 độ, phía Nam có nơi từ 19 đến 21 độ. Ngày mai thì nền nhiệt độ cao nhất dao động từ 19 đến 22 độ, phía Nam có nơi từ 26 đến 29 độ, ở các tỉnh phía Bắc trời rét. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít có sự thay đổi. Trên toàn khu vực chỉ có mưa ở một vài nơi với lượng không nhiều và chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối và đêm. Tuy nhiên, thì nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu vào khoảng ngày mùng 7. Vì vậy mà các tỉnh Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lục địa nên có mưa vài nơi. Trời còn tiếp tục rét, có nơi rét đậm. Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, phía Bắc trời rét. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 cho đến 22 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa ở vài nơi với gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 13 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ và cao nhất là khoảng 17 cho đến 19 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, gió nhẹ, sau có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 cho đến 22 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 26 đến 29 độ. Phía Bắc là khoảng 23 đến 26 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 29 đến 32 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 31 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là khoảng 30 cho đến 33 độ.
Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 biển động. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.